bây giờ cũng dính luôn. Để cho nó dính không hay. Bọn mới vừa giăng chưa được nửa tiếng luôn cô chú. Bây giờ bọn đi đập nước bọn thăm mà nó dính cỡ này nè. Chứ nếu mình vô trời mình gỡ. Cậu cái này bị cua kẹp nè. Cá phi nội cua kẹp bé của mình luôn. Mà nó vẫn còn sống.
phần. 4 phần rưỡi. 4 phần rưỡi về 6 phần. Mà cỡ này dân lưới này nó dính nó nhiều hơn, cái nhỏ nhiều hơn. Về bữa nữa. Chơi rồi cô chú, đổ nước này vô cho nó. Con đổ ra cho cô chú coi nha, quá trời luôn á, đổ cái này đi, một tay lưới. Cô chú là một tay lưới một hóa, mà nhiêu đây cá nha, ô dữ dằn luôn, có một tay lưới một à. Miếng cá này kho mắm ăn ngon lắm. Vậy nè, ú lắm, thịt dày mo luôn á. Cái lưng này, cái bản lưng thịt dày lắm luôn, dày hơn cả con cá này luôn. Con cá bự gì chứ, thịt nó ấy. Ý, con này dày, con này thịt dày, quá dày vậy. Im. Trời ơi, lên láng hết trơn luôn. Nói chung á là hôm nay vẫn bội thua cá cô chú ơi. Chỉ văng đúng một tay lưới thôi à, mà tay lưới 4 thân 3 màng. Phải chi mà hồi nãy nội nói á, nếu mà tay mà từ 5 phân hoặc là 6 phân là dính toàn cá bự không luôn á. Bây giờ Mẫn đổ cá ra, Mẫn đổ cá rồi Mẫn đi về. Cái hồi nãy dính được con cua nè. Con cá này là vừa dính lưới rồi mà con cua nó kẹt tới cỡ này nè. Công nhận nhanh thiệt. Nãy ông xã tháo con cua ra cái quăng xuống buông lại rồi cô chú. Mẫn xin kết thúc video tại đây. Quý cô chú anh chị cả nhà mình yêu thích video của Mẫn, cho Mẫn xin một like, một lượt đăng ký và bật chuông thông báo huệ Mẫn luôn nha. Hẹn quý cô chú anh chị cả nhà mình ở video sau này cô chú nhìn đó.
Vỏ cá chất lượng luôn. Vỏ này nặng luôn á. Dạ bắn đi về cô chú ơi. Coi trốn trong đó làm chi gì không biết nữa. Cái này xếp lại để nó vô trốn thì chẳng người ta không biết gì. Ta đang ta đạp rồi kìa. Xẹp thầm luôn.